Điều kiện để Meghan Markle trở lại Hoàng gia Anh Chuyên gia nhận định Meghan Markle phải làm lại từ đầu, thực hiện tốt những việc Hoàng gia Anh đang làm một cách âm thầm để có cơ hội trở lại như trước. Theo Miro, trong vòng một tháng qua, nhiều dấu hiệu cho thấy nhà Sussex sẽ hòa giải với Hoàng gia Anh, trong đó có việc Harry trò chuyện với vua led qua điện thoại. Gần đây, có thông tin cho rằng vợ chồng công tước xứ Sussex muốn về Anh đón Giáng sinh cùng Hoàng gia tại Sandringham, Tom Quinn tác giả của Scandals of the Rosal Palace, An Intimate Memo of Royal Behaving Badly và nhiều cuốn sách khác tập trung vào hoàng gia, cho biết Meghan Markle phải tuân thủ điều kiện ngầm nếu muốn hòa giải và trở lại hoàng gia anh. Meghan Markle hoàn toàn có thể trở lại nếu cô ấy muốn về anh sống. Ngoài ra, Meghan phải làm lại từ đầu, thực hiện tốt những việc hoàng gia anh đang làm một cách âm thầm, không khoa trương, Tom Quinn nói. Ngoài ra, chuyên gia cho rằng Meghan Markle phải xin lỗi để trở lại sẽ không có chuyện hoàng gia Anh thay đổi quy tắc lâu đời chỉ vì sự trở lại của Harry và Meghan Markle. Trước thông tin nhà Sussex có dấu hiệu hòa giải với hoàng gia Anh, nhà viết tiểu sử hoàng gia Tom Bower cho rằng Harry, Meghan Markle nhiều khả năng gây thêm rắc rối cho gia đình. Tôi nghĩ Harry đang lập kế hoạch cho tương lai, nhất là việc viết quyển sách khác. Meghan cũng muốn viết cuốn sách khác, điều này gây tổn hại cho hoàng gia. Vấn đề là nhà Sussex muốn nói điều gì, đó chẳng khác gì quả bom bổ chậm, Tom Bower nói thêm. Theo Miro, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Harry sau khi hoàng tử Anh bước sang tuổi 40 ngày 15 tháng 9. Công tước xứ Sussex nhận lời chúc mừng sinh nhật từ cha là vua Charles III, thân vương William và chị dâu Kate Middleton. Chúc công tước xứ Sussex có sinh nhật lần thứ 40 thật vui vẻ, tài khoản ích chính thức của hoàng gia do văn phòng của Charles tại cung điện Buckingham điều hành, thông báo. Trang cá nhân của thân vương xứ Wales đăng lại bài viết kèm dòng chữ Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của công tước xứ Sussex. Điều đáng chú ý, bức ảnh Hoàng gia Anh mừng sinh nhật Harry chụp vào năm 2018 khi công tước xứ Sussex đến thăm Dropbatch Lab ở Dublin, Ireland. Theo Basic, bức ảnh gốc có Meghan Markle. Cô bị cắt khỏi khung hình khi Hoàng gia chúc mừng sinh nhật Harry. Truyền thông bàn luận việc Meghan Markle bị cắt khỏi khung hình có Harry. Nhiều người cho rằng hoàng gia Anh không hài lòng về nữ công tước xứ Sussex sau cuộc mexsit chấn động toàn nước Anh. Sau đó, cung điện Buckingham khẳng định bức ảnh mừng sinh nhật hoàng tử Harry không bị cắt xén. Hoàng gia Anh chọn ảnh của Harry trong loạt ảnh được chụp bởi Getty Images. Cáo buộc Meghan Markle bị cắt bỏ khỏi ảnh chụp chung với Harry là không đúng vì có nhiều ảnh được chụp vào ngày hôm đó. kết xuất hiện sau tuyên bố khỏi ung thư. Công nương xứ Wales được nhìn thấy tham dự buổi lễ tại nhà thờ gần lâu đài Balmoral ở Scotland vào cuối tuần. Đây là lần đầu cô xuất hiện sau tuyên bố chữa khỏi ung thư. Ngày 22 tháng 9, People đưa tin kết Mick Dalton lần đầu lộ diện trước công chúng sau khi hoàn thành hóa trị. Công nương xứ Wales cùng thân vương William và các thành viên khác của hoàng gia Anh tham gia buổi lễ tại nhà thờ Crathie cơ gần lâu đài Balmoral ở Scotland. Trong lần xuất hiện mới nhất, công nương đội mũ rộng vành, gắn lông vũ phối cùng áo caro đậm chất hoàng gia, trong khi William diện vest tối màu tại sự kiện lần này công nương kết mít đầu từng tươi tắn, cười tươi về ông kinh phong viên. Buổi lễ còn có sự góp mặt của vua sắc và hoàng hậu Camilla. Hai người ngồi xe riêng đến nhà thờ dự lễ. Việc kết đến nhà thờ đánh dấu lần đầu công nương lộ diện trước công chúng sau thông báo chữa khỏi ung thư ngày 9 tháng 9 trong video dài 3 phút. Công nương xứ Wales nói cô nhẹ nhóm khi hoàn thành đợt hóa trị sau 9 tháng sống trong khó khăn. Hành trình chiến đấu với ung thư phức tạp và đáng sợ. Dù loại hết tế bào ung thư, tôi vẫn còn đường dài để chữa lành, phục hồi hoàn toàn và tiếp tục cuộc sống. Kết nói trong video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên William và hai con. Ngoài ra, công đương xứ sự gửi lời động viên đến những người đang trong giai đoạn điều trị ung thư. William và tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của các bạn vào thời điểm khó khăn này. Gửi đến những ai đang trong hành trình chữa bệnh, tôi sẽ ở bên, sát cánh, nắm tay các bạn. Hết đêm tối có thể nhìn thấy ánh sáng, vậy nên hãy để ánh sáng nó được chiếu rọi. Kết nói. Theo Telegraph, Kết đã trở lại làm việc trong hồ sơ chính thức về các hoạt động của hoàng gia Anh kết gặp các thành viên trong nhóm trung tâm mầm non và nhân viên cung điện Kensington tại lâu đài Win về dự án thời thơ ấu của cô. Kết biết đồ tướng chia sẻ mắc ung thư hồi tháng 3, sau khi dư luận liên tục thắc mắc, đưa ra nhiều thuyết âm mưu về sự vắng mặt của công nương ở mọi sự kiện. Lúc đó, kết ở ẩn trị bệnh, chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị. Hồi tháng 5, người bạn của công nương cho biết bệnh tình của cô chuyển biến theo hướng tích cực. Kết lần đầu trở lại trước công chúng tại lễ kỷ niệm chúc binh Zerkalo vào tháng 6. Một tháng sau, cô dự chung kết giải quần vợt Gimbalden 2024. nước mắt của triệu lệ dĩnh hút gần một tỷ người xem vượt qua đường yên dương dung triệu lệ dĩnh nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải phi thiên 2024 trung quốc theo sina gần một tỷ lượt xem triệu lệ dĩnh khóc khi nhận giải lễ trao giải phi thiên lần thứ 34 diễn ra ở hạ môn trung quốc vào tối ngày 21 tháng 9. trong đó chiến thắng gây bất ngờ nhất tại giải thưởng là nữ chính xuất sắc dành cho triệu lệ dĩnh phi thiên là một trong ba giải thưởng truyền hình lớn của làng giải trí trung quốc cùng kim ưng bạch ngọc lan trong đó phi thiên là lễ trao giải truyền hình lâu đời nhất tại trung quốc được trao bởi bộ văn hóa trung quốc được S.A.G.F.T. cục báo chí phát thanh truyền hình trung quốc và ủy ban nghệ thuật điện ảnh trung quốc đảm nhận tổ chức triệu lệ dĩnh giành được giải nữ chính xuất sắc với bộ phim gió thổi bán hạ đây là lần đầu cô được đề cử giải phi thiên và giành chiến thắng việc triệu lệ dĩnh giành được giải thưởng phi thiên một giải thưởng nghệ thuật cấp nhà nước được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên tại lễ trao giải triệu lệ dĩnh bật khóc chia sẻ tôi chưa bao giờ nghĩ điều tuyệt vời này lại đến với mình cảm ơn khán giả đã yêu mến, cảm ơn ban tổ chức đã tin tưởng, ghi nhận. Chiến thắng này không phải của riêng tôi mà đến từ tập thể đoàn phim. Với giải thưởng này, Triệu Lệ Dĩnh vượt qua các đồng nghiệp như Đường Yên, Dương Dung. Chiến thắng của Mỹ nhân sập kiều chuyện nhận được gần một tỷ lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Việc Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải cũng tạo nên một cuộc so sánh giữa cô và các tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 gồm Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Angela Baby, Nanny. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất lựa chọn kịch bản thì đường yên mới trở lại đường đua sau thời gian dài nghỉ ngơi chăm sóc gia đình dương mịch trình làng loạt tác phẩm thất bại lưu thi thi vẫn mải mê với các dự án cổ trang ngôn tình angela baby bị hạn chế hoạt động trên trang cá nhân triệu lệ dĩnh chia sẻ hình ảnh chụp cùng quốc phi thiên cô tâm sự quá trình tham gia bộ phim gió thổi bán hạ là một hành trình tuyệt vời với cô diễn viên hy vọng trong tương lai sẽ có những vai diễn tốt đa dạng để cống hiến cho khán giả năm 2023, vai diễn trong gió thổi bán hạ cũng giúp triệu lệ dĩnh có mặt trong bảng đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng bạch ngọc lan nhưng cô không giành chiến thắng gió thổi bán hạ tên cũ là dã man sinh trưởng có sự tham gia diễn xuất của triệu lệ dĩnh âu hào lý quang khiết phim lấy bối cảnh thập niên 90, mươi đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng nhân vật chính của phim là hứa bán hạ triệu lệ dĩnh đóng vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh vì vậy cha cô hận con gái luôn đối xử khắc nghiệt với hứa bán hạ cuộc đời của hứa bán hạ trải qua nhiều thử thách với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà hứa bán hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị hứa bán hạ lúc đầu bị coi thường chèn ép và gặp nhiều khó khăn với tinh thần mạo hiểm quả quyết cô đã tiến vào thị trường quốc tế mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế tạo thành công cho riêng mình sau khi trải qua rất nhiều khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử hứa bán hạ đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình gió thổi bán hạ đề cao phụ nữ và sức mạnh phi thường của con người được tôi luyện trong môi trường thử thách phim được đánh giá cao về chất lượng với nhịp phim dồn dập tình tiết gai cấn đặc biệt diễn xuất của nữ chính triệu lệ dĩnh nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ được biết bộ phim không dùng công nghệ cà mặt nhằm tăng hiệu ứng làm đẹp da của diễn viên như phần lớn các bộ phim khác điều này giúp diễn viên trong phim trở nên chân thực và năng lực diễn xuất được bộc lộ rõ nét vì không có sự hỗ trợ của công nghệ triệu lệ dĩnh lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt tuy nhiên điều đó không làm giảm sức hút của cô và lời khen của công chúng dành cho cô nữ diễn viên thể hiện cảm xúc qua ánh mắt gương mặt tê tắn khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc chịu nhiều thử thách trong cuộc sống nhiều năm qua triệu lệ dĩnh được nhận xét là sao nữ có chiều sâu diễn xuất và biết cách thể hiện cảm xúc trên gương mặt tuy nhiên việc xuất phát điểm là diễn viên chuyên đóng phim ngôn tình khiến cô vẫn nhận nhiều định kiến vài năm trở lại đây triệu lệ dĩnh đã chuyển sang đóng phim chính kịch có chiều sâu đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất các bộ phim gần đây có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh như Gió thổi bán hạ, Điều ước thứ 20, Cái đồng hy vọng, Hạnh phúc tới vạn gia đều thuộc thể loại chính kịch, đòi hỏi diễn xuất sâu sắc, những lời khen ngợi của truyền thông, giới chuyên môn, người hâm mộ là lời khích lệ lớn với mỹ nhân sinh năm 1987. Triệu Lệ Dĩnh mất nhiều năm đóng vai phụ mới đạt được danh tiếng nhờ các phim Tân Hoàn Châu Cách Cách, Lục Trinh Truyền Kỳ, 2013, Sam Sam đến rồi, Hòa Thiên Cốt, Sở Kiều Chuyện, Thời gian tươi đẹp của anh và em, Minh Lan Chuyện, hiện tại. Triệu Lệ Dĩnh là sao hạng A tại Trung Quốc, là top diễn viên kiếm nhiều tiền nhất theo thống kê của Fox. Cô có lượng người hâm mộ đông đảo thuộc top 4 nữ nghệ sĩ của giới giải trí Trung Quốc cùng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Từ 4 năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh thay đổi trong cách lựa chọn kịch bản, vai diễn. Cô từ chối những dự án ngôn tình quen thuộc, thử sức trong các dạng vai có chiều sâu. Việc tập trung cho công việc diễn xuất thay vì đầu tư cho các hoạt động thương mại giúp Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông, giới chuyên môn Trung Quốc sắp tới triệu lệ dĩnh sẽ góp mặt trong dự án câu chuyện người phụ nữ ra tù của đạo diễn tài năng phùng tiểu cương phùng tiểu cương là đạo diễn lớn từng thành công với các phim đường sơn đại địa chấn lão pháo nhi thiên hạ vô tặc phi thành vật nhiễu không yêu đừng làm phiền